Milo hả? Milo đi với nhiều AD được mà. New Milo đi với Afe, Zenith, Sylphie, Lucian, Chitana, còn nói tiếng được. Làm game Chitana không ta? Oh wait, this kid, look at that. Khi nào là lưỡi hái á? Khi nào mà hai bên đều là tướng để lane á, kiểu bot mình là tướng để lane, bot bên kia nó cũng là tướng để lane thì là lưỡi hái, mau giấy là lưỡi hái. Còn tìm nó đấu sĩ, ví dụ như game này đấu sĩ nó hai ba con thì lên tâm hợp. Đấu sĩ nó cận chiến nhiều á, mấy con cận chiến, mấy đấu sĩ, mấy con tăng cơ nhiều là tâm hợp để có đam. Còn cảm thấy dư đam mà cảm thấy chỉ cần spam chiêu là lưỡi hái để spam để đường. Gì mà Levi đi gần người, sao bên đây có Levi tuổi 19 đấy vậy? Hay sơ boss gần không bèo, hay quá hay quá hay quá, tôi đánh hay quá, ưng lắm. Lần đầu anh chơi game năm nào? 2013. Sir. Yes sir. Kai'Sa, Sa'Ya với lại Yuri em ơi. Forget 4 con. Skin này thường mới chơi nụt lắm mà hôm nay chơi cảm giác nó bắn nó sượng sượng sao ta. Như lâu rồi không chơi Chitana. Chơi cảm giác không nụt lắm. Gì đấy? Gì đấy, gì đấy, gì đấy? Tính làm gì đơ đấy hả Kai'Sa? Tính gỡ đắp à? Gì vậy? Gì vậy bạn trai này? Giỡn à? Tạo content cho đơ đúng không? Bên kia win rồi, AD bên kia một đồ kìa. Đơ ba đồ. Hay da anh phải bảo vệ bản thân á, tầm này không có tin tưởng được á, phải tự bảo vệ chính mình á.
Trời, cho thở một nhịp đó, nhịp sau là bóp, rồi bóp là nát, bóp cho nát luôn. Ờ, lên một lát. Dạ. Cô Tám đứng lên nhạc sập sinh tân bần. Chú sao cái bên cầm chung gỗ bằng. Nên đánh cover được cái. Bên kia nó am rồi. Thôi anh tẩy được nhưng mà cái khăn thì không được á. Cái khăn phải để ngủ rồi mới tẩy mới khăn được á. Hai cái khác nhau mà. Cái khăn thì phải để ngủ mới khăn được. Cái tẩy là tẩy trước được. Tại cái tẩy là loại bỏ hết hiệu ứng trên người, còn cái khăn là chỉ là bỏ cái bỏ ấy thôi. Nó hai cái khác nhau á. Thì bỏ khống chế thôi, kia gọi là bỏ hiệu ứng luôn. Trời sao mà những lúc căng thẳng như dầu sôi lửa bỏng như thế này mà có những ông vừa hỏi hả? Nít anh có bao nhiêu skin? Ý là tâm trạng mình đang trong cái trạng thái xem đánh răng cái mà chuyển qua chủ đề hỏi skin được ác này. Hồi bắn không tới. Sợ anh em cho xin một like subscribe nhá. Sợ đánh còn phải đánh im lặng có khác nhau khác nhiều chứ. Đợi đã khi nào lên đấu chưa chưa, dù giờ đã chơi chưa lên đấu rồi.